túc xá tại thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp ngay trở lại sau dịch. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tích cực hiến máu giúp đỡ bệnh nhân. Cần bảo vệ sức khỏe khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam bước vào cao điểm nắng nóng. Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện trưa 12 giờ hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 2. Hiếu Nghĩa và Hoàng Ngân sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình trưa nay để cập nhật những thông tin thiết thực đến đời sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó đáng chú ý là câu chuyện về bảo vệ sức khỏe của người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong đợt cao điểm nắng nóng sau Tết. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ở tiêu điểm ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị bắt đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, tại nhiều chợ truyền thống sức mua được ghi nhận không cao nên nguồn cung vẫn cao hơn cầu. Do đó giá bán hầu hết các loại hoa, trái, rau củ vẫn ở mức tốt, thậm chí là giảm nhiều so với trước Tết. Theo đại diện chợ hoa Đầm Sen thành phố Hồ Chí Minh, lượng hoa cúng nhập chợ ngày 14 tháng 2 ở mức 150 tấn, tăng gấp 3 đến 4 lần ngày thường và giá bán hầu hết giảm 20% so với trước Tết và giá sẽ còn giảm trong thời gian tới do nguồn cung còn nhiều. Trong khi đó, chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng nông sản nhập chợ ngày 14 tháng 2 ở mức 1.536 tấn, tăng hơn 500 tấn so với thời điểm sau Tết. Riêng trái cây đạt 467 tấn, tăng gấp đôi. Giá hầu hết mặt hàng bán sỉ tại chợ ở mức ổn định như các ngày trước, thậm chí giá nhiều loại trái cây giảm khoảng 20-25% so với trước Tết, như bưởi từ 20.000 đến 28.000 đồng một ký, xoài 7.000 đến 25.000 đồng một ký, mãng cầu 17.000 đến 30.000 đồng một ký, thanh long 10.000 đồng một ký. Nguyên do là nguồn cung vẫn dồi dào, khó xuất khẩu. Nhằm thắt chặt tình trạng tai nạn giao thông thời gian trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, mới đây Bộ Công an đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông toàn quốc tăng cường việc kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn. Việc kiểm soát này bắt đầu triển khai nghiêm ngặt từ ngày 1 tháng 3 và kéo dài đến hết năm 2022. Địa bàn được tăng cường kiểm soát là trục chính đô thị, cao tốc, quốc lộ, tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa cùng khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn. Phương tiện được tập trung kiểm tra là xe máy, ô tô con, xe khách, xe tải, xe container. Trường hợp phát hiện lái xe dương tính với chất ma túy, Bộ Công an yêu cầu xác minh để phát hiện tình tiết, tang vật. Khi xử lý phải rà soát hồ sơ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phát hiện trường hợp tái phạm. Từ đó áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng. Trường hợp vi phạm về ma túy được thống kê, lập danh sách gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã để có biện pháp quản lý. Năm 2022 sẽ khởi động với nhiều dự án được dự kiến được cải tạo, chỉnh trang, đổi mới nhằm mang lại diện mạo mới, khang trang cho bộ mặt đô thị cũng như cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, chợ Bến Thành là dự án sẽ được cải tạo, chỉnh trang trong thời gian tới. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cơ bản thống nhất với ý tưởng cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành theo đề xuất của công ty TA Landscape, đơn vị tư vấn thiết kế. Đồng thời, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế triển khai ý tưởng chi tiết hơn, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 28 tháng 2 năm 2022. Mặt khác, giao Ủy ban Nhân dân quận Nhất phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án thiết kế chi tiết, dự toán chi phí thực hiện. Cũng trong năm 2022, thành phố dự kiến khởi động lại dự án đường Vành Đai 2 và đến năm 2025 sẽ khép kín tuyến đường này. Đường Vành Đai 2 được quy hoạch cách đây 15 năm, tổng chiều dài hơn 64 km. Hiện còn 14 km chưa khép kín, được chia làm 4 đoạn. Đoạn 1 dài 3,82 km từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội. Đoạn 2 dài 2 km từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng. Đoạn 3 dài 2,75 km từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa. Cả 3 đoạn này đều nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đoạn thứ 4 dài 5,3 km từ quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Linh, địa bàn huyện Bình Chánh. Đáng chú ý, sau khi thi công chừng 44% khối lượng, đoạn 3 của đường Vành Đai số 2 đã ngưng thi công 2 năm nay. Nguyên do là vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư. Bình vị Thái Minh dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày với các biểu hiện đau bao tử, nóng rát ở vùng ngực, ở hơi, ở chua. Bình vị Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng.
trào ngược dạ dày, viêm loét và đau bao tử, hãy dùng Bình Vị Thái Minh. Những ngày qua, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng mạnh khi cơ quan điều hành điều chỉnh giá xăng tăng gần 1.000 đồng một lít. Trước thông tin này, những người làm nghề chạy xe ôm không khỏi lo lắng. Khi giá xăng tăng thì công việc của họ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Suốt một thời gian dịch bệnh COVID-19, ông Đỗ Đăng Phụng đã phải ở nhà sống nhờ sự hỗ trợ từ mạnh thường quân và địa phương. Tới khi được chạy lại một thời gian thì xăng lại tăng giá khiến ông Phụng phải tính toán và cân nhắc tiền xăng để có tiền đóng trọ và lo cho gia đình. Lúc trước đổ có 20, bây giờ phải đổ 30 là được có lít mấy à. Mà đâu có dám chạy vòng vòng nhiều hết xăng mà không có khách. Còn ông Nguyễn Văn Núi, 20 mấy năm chạy xe ôm. Mỗi lần xăng lên giá là một lần phải đắn đo khi nhận những cuốc xe. Mình có nói xăng lên người ta cũng đâu chấp nhận. Lúc nào cũng vậy, ta đi như giá đó 20 là 20, ví dụ vậy. Không thể nào lên 25.000 được. Nó có khó khăn đủ thứ hết đó. Mình đổ xăng mình đi nhiều khi chứ mình đi cuốc rồi, quay về đâu có cuốc xe đâu. Người ta không tính vậy. Ta không có lên giá cho được, về cho anh thêm 53.000 nữa cũng đỡ. Nói chung là lo, đủ thứ lo hết đó. Không chỉ vậy, xăng lên khiến nhiều mặt hàng khác cũng lên giá, nên ông cũng lo lắng không kém khi thu nhập chỉ phụ thuộc vào những cuốc xe. Xăng dầu nó cũng liên quan tới vấn đề mà cuộc sống đời thường của người dân. Chẳng hạn như bình thường nếu mà xăng rẻ, chú có thể chú chạy hoài chú không sợ. Thì nó rẻ, chú không sợ, nhưng mà ai cũng có tiền hết. Còn bây giờ xăng mắc quá, bước chơi ở đường người ta đã ngại rồi. Đi xe ôm cũng mắc nè, và tất cả các gì cũng mắc hết. Không những vậy, mỗi lần trước kỳ xăng tăng giá, nhiều tài xế cũng phải vất vả hơn vì nhiều cửa hàng thông báo hết xăng. Những ngày này, mỗi ngày có khoảng 4.500 sinh viên từ các tỉnh thành thành phố Hồ Chí Minh đổ về ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhận phòng để chuẩn bị vào học trực tiếp sau nhiều tháng liền học online. Theo ghi nhận, dù thời gian ký túc xá bắt đầu tiếp nhận sinh viên và làm thủ tục là từ 7:30, nhưng ngay từ 5 giờ, hàng trăm phụ huynh và sinh viên đã đến trước ở hai khu A và B của ký túc xá. Không ít phụ huynh từ các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên đã dắt díu nhau đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc sống xa nhà. Được biết, để tránh tập trung đông người và giải quyết nhanh nhất các thủ tục, ký túc xá mở 8 cổng cho sinh viên nhập học thay vì chỉ cổng chính. Trong đó, ký túc xá khu A mở 3 cổng, ký túc xá khu B mở 5 cổng, tương ứng với từng cụm nhà mà các bạn sẽ vào ở. Hiện ký túc xá đã cho dựng tạm những hàng rào bằng lưới mềm phân ra 8 cụm nhà trong hai khu để chia nhỏ sinh viên, hạn chế lây lan dịch bệnh. Hiện nay, lượng máu dự trữ để cấp cứu và điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang dần cạn kiệt. Thiếu nguồn máu là một áp lực rất lớn cho các bệnh viện trong việc chữa bệnh cứu người. Do vậy, các bệnh viện đã kêu gọi người dân tích cực hiến máu giúp đỡ bệnh nhân. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam, sau Tết Nguyên Đán sẽ là thời điểm bước vào cao điểm nắng nóng. Thời tiết thường xuyên trong tình trạng nóng nực oi bức khiến ai cũng có cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Không chỉ làm cho con người bức bối hay đơn giản chỉ là khát nước, nắng nóng kéo dài còn làm gia tăng một số loại bệnh, suy giảm sức đề kháng và quan tâm chăm sóc sức khỏe để có đủ sức đề kháng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngay sau đây. Những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt nhất trong năm, khiến việc ra đường là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là với những người thường xuyên phải ở ngoài trời từ 11 giờ đến 15 giờ. Mồ hôi chảy ròng ròng vì làm việc trong nắng nóng. Giờ nắng nóng thì thấy khó chịu, sợ bị sốt, ho, đồ này nọ. Nói chung là 4 năm nay là đứng giữa trời nắng nhiều, rồi biết rồi nó quen luôn. Ai làm trong thời tiết nắng nóng này nóng lắm, nóng gan bức luôn á. Da mình hơi đen với cảm ho sốc rồi à. Trên đường phố, từ gái, trai, già, trẻ, ai cũng bịt kín mít để bảo vệ da khỏi bị tổn hại do tia UV gây ra. Còn tại những công trường, công nhân mồ hôi, lã chả trên mặt khi làm việc dưới cái nóng trên 30 độ C. Không chỉ đơn giản là oi bức, ngột ngạt, nắng nóng còn là nguyên nhân gây nhiều nguy cơ sức khỏe, mà dễ gặp nhất là cảm nhiệt, say nắng, các bệnh về đường hô hấp, hoặc đáng chú ý là các bệnh lý về làn da và thị giác. Khi mà con người mình tiếp xúc với ánh nắng nhiều thì nó sẽ có sự tác hại của tia UV. Thứ nhất là tác hại lên làn da, là nó sẽ làm cho da mình bị lão hóa sớm, tạo ra nhiều nếp nhăn,
và người ta đã tổng kết là trên 90% những trường hợp ung thư da là có liên quan đến tiêu UV. Ngoài ra ánh nắng thì nó làm cho mắt nó dễ bị bỏng ở cái bề ngoài, nó sẽ làm cho viêm kết mạc, viêm giác mạc, hoặc là sẽ đục thủy tinh thể nhanh hơn. Bên cạnh tác động bên ngoài thì các ảnh hưởng bên trong càng đáng được lưu tâm hơn, nhất là khi nhiệt độ cao, mức dao động càng lớn thì nguy cơ dẫn đến bệnh đột quỵ lại càng tăng. Đa phần chúng ta thì đều thấy không có thoải mái khi mà phải ra ngoài thời tiết nắng nóng hoặc là tiếp xúc quá nhiều với tia ánh sáng mặt trời. Nhưng mà có một số cái cơ địa thì nó có ánh nắng nắng nóng quá nó có thể gây tác bệnh, ví dụ như những cơ địa như là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi, hoặc là những cái người mà phải làm việc ở ngoài trời nhiều, hoặc là trong những cái khu vực mà nắng nóng mà cái môi trường nó không được thông thoáng và tiếp xúc nhiều với ánh nắng thì có thể gây mất nước, gây phát ban, nhiễu thời tiết. Một cái cấp cứu nội khoa nữa là say nắng thì nó là một cái tình trạng là nó tăng thân nhiệt nặng cộng thêm mất nước nặng. Và nó có biểu hiện của nó là thường gặp ở những cái người mà phải hoạt động hoặc làm việc ở trong cái thời tiết nắng nóng kéo dài. Thì biểu hiện của nó là nó gây tăng thân nhiệt trên 40 độ C và nó suy giảm chức năng thần kinh lọt một. Thời tiết nắng nóng làm cho thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi thiêu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi chống nóng bằng biện pháp bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp sẽ gây nên nhiễm lạnh, viêm phổi. Dù mang lại nhiều sự khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe, thế nhưng thời tiết là việc khó thay đổi. Vì vậy, để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau. Hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng. Nếu bắt buộc phải đi thì phải đội mũ, mặc quần áo sáng màu, đeo kính, khẩu trang hoặc sử dụng các loại kem chống nắng để bảo vệ làn da. Chỉ tập thể dục thể thao trong điều kiện thời tiết mát mẻ, dễ chịu, uống nhiều nước, tuy nhiên không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh, không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người. Tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Trong bối cảnh chung sống với dịch bệnh, chủ động bảo vệ bản thân cũng như gia đình là điều cần được quan tâm để có được một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn. Thay đổi thời tiết hay nấm điều hòa lạnh đều khiến trẻ dễ bị ho cảm. Mẹ luôn có sẵn siro ho cảm ít nhi, hiệu quả lại thơm ngon từ dược liệu sạch, dùng khi trẻ chớm ho, hắt hơi, sổ mũi. Trẻ chớm ho cảm dùng ngay ít nhi. Xây dựng đô thị hiện đại cần thép, nhưng công nghệ sản xuất thép truyền thống khiến môi trường thêm ô nhiễm. Không thể ngăn ô nhiễm, nên bạn phải học cách bảo vệ chính bạn và người thân của mình. Nhà máy thép Tung Hồ sử dụng phế liệu sản xuất thép, hoàn toàn không khai thác quặng sắt từ thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, giảm thải CO2. Thép Tung Hồ đến từ Đài Loan, bảo vệ bạn và bảo vệ môi trường. Ích Thành Vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thành Vương giúp lợi tiêu. Ích Thận Vương hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng suy thận. Ích Thận Vương giúp bảo vệ thận. Tiêu Khiết Thành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản, mất tiếng, khàn tiếng, để giọng nói trong sáng hơn nhờ có Tiêu Khiết Thành. Tiêu Khiết Thành giúp giọng nói trong sáng hơn. Nga Phù Khang, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho chị em chúng mình, hỗ trợ làm giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Trong phần tiếp theo của chương trình, bé gái bị mảng tường đè sập nguy kịch. Ngồi uống cà phê giữa hơn 110 loài chim. Bảo Anh thực hiện chiến dịch bảo vệ phụ nữ. Cướp giật bất kể từ ngoài đường, vào trong ngõ, thậm chí là cả giữa thanh thiên bạch nhật, khuyến cáo mọi người cần hạn chế đeo trang sức để tài sản hớ hênh, tạo điều kiện cho các đối tượng manh động ra tay. Vụ cướp táo tợn tiếp theo dưới đây xảy ra tại Trà Vinh đã được camera an ninh ghi lại. Trong đoạn clip,
hai đứa thường chạy xe tới, đồng bọn ngồi xe sẵn đợi. Tên còn lại vào mua đồ, thấy người phụ nữ bên trong có đeo trang sức và điện thoại. Đối tượng đã bất ngờ cướp sợi dây chuyền và điện thoại của chị này. May mắn điện thoại bị rớt lại, trộm chỉ lấy được sợi dây chuyền. Trong tình huống này, mặc dù bị bất ngờ, nạn nhân vẫn kịp hô hoán, nhưng đối tượng và đồng bọn đã nhanh chóng cao chạy xa bay. Tiếp theo là một đoạn camera ghi lại cảnh tên cướp vờn con mồi, sau đó ra tay chớp nhoáng trong một con hẻm tại khu dân cư ở khu vực phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi và cảnh giác. Theo đó, vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại. Đối tượng cướp đi xe máy màu đỏ, phát hiện cô gái đang đứng bên xe bấm điện thoại. Trước khi ra tay, đối tượng đã lạng qua lạng lại, chọn thời điểm thích hợp áp sát, giơ tay giật điện thoại cô gái, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Tình huống bất ngờ, cô gái chỉ kịp chạy theo hô hoán mà không thể làm gì. Nghi vấn có hai đồng bọn khác đi sau nhằm mục đích cản địa. Đang đu trên cổng sắt chơi đùa, một cháu bé bất ngờ bị cả mảng tường và cổng sắt đổ sập xuống đè trúng người nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 2 tại Thanh Hóa và đã được camera ghi lại toàn bộ, khiến người xem lại vẫn hoảng sợ. Có lẽ do kết cấu xây dựng không mấy vững chắc, nên khi chịu tác động lực từ bé gái, cả cánh cổng sắt nặng nề và bức tường đã lập tức đổ sập xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bé không kịp phản ứng và bị những mảnh vỡ bức tường lẫn cánh cổng đè lên. Người nhà đang ngồi ăn uống trong sân, thấy có tiếng động liền lập tức chạy ra xem. Nhìn thấy bé gái bị vùi dưới đống đổ nát, gia đình gào thét hoảng sợ. Được biết, bé bị thương rất nặng. Tiếp theo chương trình là một đoạn clip ghi lại cảnh 4 nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao, gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Bà Rịa. Mới đây đã khiến cho nhiều người không khỏi hoảng hốt. Theo như những gì camera an ninh của khu vực gần đó ghi lại, do không thể làm chủ được tốc độ, những nam thanh niên đi xe máy đã tông mạnh vào chiếc xe ô tô. Ngay sau khi va chạm, những người trên xe máy bị hất tung lên cao, nằm la liệt trên đường. Chiếc xe máy cũng trượt dài về phía trước và tóe ra những tia lửa. Bởi tình huống xảy ra quá bất ngờ, tài xế ô tô cũng mất tay lái và lao thẳng về phía đường đối diện. Chỉ đến khi đâm vào hàng rào của một gia đình ven đường, chiếc xe mới có thể dừng lại. Thỏa sức cùng con lấm bẩn và trải nghiệm với nước giặt Omomatic Comfort mới. Xoáy bay vết bẩn với công nghệ mang trắng kháng bẩn xanh, nay trên đu hương bền lâu với ba lựa chọn hương thơm mới. Nước giặt Omomatic Comfort mới, xoáy bay vết bẩn, lưu hương bền lâu. Trang phục Linh Blut đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Blut nay đã có chai lớn 80 viên, tiết kiệm đến 91.000 đồng. Từng hạt nêm chín xu dây, từng hạt nêm chín xu dây, ngọt thanh, ngọt thanh. Hạt nêm chín xu ngọt thanh mới, với 5 lần xương hầm cô đặc, chuẩn vị ngọt thanh đặc trưng của xương hầm, cho mọi món ăn ngon hài hòa. Và anh đã thích những món môi ngọt thanh, và ngọt thanh đã trao cho hạt thêm nêm chín xu ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Chín xu Foods. Đàn ông sợ vợ hay đàn ông thương vợ? Đàn ông chi ly hay đàn ông chu đáo? Đàn ông bóng bẩy hay đàn ông tinh tế? Đàn ông chính đàn bà hay đàn ông biết sẻ chia? Thương hiệu việc gia dụng Bluestone tin rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những sẻ chia mỗi ngày. Bluestone, việc nhà là sẻ chia. Năm mới phát tài cùng tài khoản số đẹp tại app MB Bank. Những người yêu thích thiên nhiên đến gần với chim muông ở thủ đô Bangkok, Thái Lan giờ đây đã có một điểm đến thư giãn mới, đó là quán cà phê mang chủ đề chim chóc. Nơi đây mang đến cho khách những trải nghiệm độc đáo và khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Đến với quán cà phê Happy Birthday, tạm dịch là ngày vui vẻ của loài chim, thực khách chỉ cần mua thức uống là có thể ngồi thư giãn cùng với hơn 110 cá thể chim chóc. Trong đó thì bao gồm là những con vẹt, chim sơn ca, gà, vịt, đến bất cứ khi nào họ muốn. Các nhóm chim được phân bố ở khu vực riêng, chẳng hạn như những con vẹt ở bên trong quán, con gà, vịt thì ở trong sân vườn.
Theo chủ quán cà phê thì họ đã mất 3 năm để lên kế hoạch và chuẩn bị để mở địa điểm kinh doanh này. Lúc đầu tôi cảm thấy có chút e ngại khi hình dung về những con chim có mỏ nhọn và móng vuốt sắc bén. Tuy nhiên khi đến đây tôi cảm thấy rất vui vì chúng tỏ ra rất gần gũi, thân thiện. Các con chim không giành lấy thức ăn của khách cầm trên tay như những công viên mà tôi thường nhìn thấy. Tất cả chúng đều rất đáng yêu. Tetris, trò chơi xếp hình phổ biến được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng chúng ta vẫn biết rằng việc sắp xếp các khối hình trên màn hình máy chơi game hay TV dường như đã trở nên quá quen thuộc. Và để mang đến sự mới lạ, giờ đây người ta đã đưa trò chơi này lên màn hình có kích cỡ bằng một tòa nhà cao tầng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nhằm thu hút khách và tạo điểm nhấn thì quán bar có tên là Tetris ở thành phố Braunschweig của nước Đức đã biến mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng ở phía đối diện thành màn hình khổng lồ để khách có thể chơi trò xếp hình như đang chơi trên một máy game thật sự. Để làm được điều này, chủ quán bar đã xin phép cơ quan chức năng và cho lắp các dải đèn với màu sắc khác nhau lên mặt ngoài của một tòa nhà cao 14 tầng. Những dải đèn này kết nối với nhau thông qua mạng máy tính giúp chúng biến thành màn hình hiển thị của trò chơi. Khách đến quán bar có thể vừa dùng nước vừa chơi game thông qua một bộ điều khiển từ xa. Ngoài xếp hình, người chơi còn có thể chơi nhiều trò chơi khác như là đua xe, hướng bóng hay là phá gạch. Với những bức tường bằng kính cho phép ánh sáng tự nhiên rọi vào, một nhà hát được khánh thành mới đây ở Budapest, thủ đô Hungary là nơi tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và âm nhạc. Nhà hát bằng kính tại công viên thủ đô Budapest do kiến trúc sư người Nhật Bản có tên là Shou Fujimoto thiết kế. Công trình này được ví như một cây nấm khổng lồ với phần mái gồm những khoảng trống tạo thành các giếng trời. Phần tường của nhà hát làm từ 94 tấm kính với mỗi tấm cao 12m, được xếp theo hình zigzag và có thể điều chỉnh được. Các thiết kế này giúp tạo hiệu ứng âm thanh sống động trong các buổi trình diễn âm nhạc. Nhà hát bằng kính tại thủ đô Budapest gồm một phòng hòa nhạc chính, khu vực triển lãm và thư viện có một phần không gian ở ngoài trời. Tạp chí Time Out của Anh đã bình chọn nơi đây là một trong 22 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới trong năm 2022 này. Lâu đài Tình Ái, nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã từng rất quen thuộc với khán giả và được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện thành công như Cẩm Ly, Quốc Đại, Bằng Kiều hay Lệ Quyên. Và mới đây nhất, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã một lần nữa thể hiện lại bài hát nhưng với một phong cách hoàn toàn mới và dành tặng cho khán giả của mình. Đàm Vĩnh Hưng mới đây chính thức phát hành MV Lâu Đài Tình Ái với một phong cách nhẹ nhàng, lôi cuốn, bay bổng. Phần thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những phiên bản phổ biến và được đông đảo khán giả đón nhận. Với sản phẩm lần này, Mr. Đàm đã khoác chiếc áo mới cho Lâu Đài Tình Ái với bản phối theo kiểu lo-fi, bắt tai với khán giả, nhất là những bạn trẻ. Cách hát của nam ca sĩ cũng đã tiết chế nhiều hạn chế luyến lấy, hát nhẹ nhàng và bay bổng hơn, khiến những giai điệu của Lâu Đài Tình Ái dễ đi vào lòng người nhưng vẫn có sự mới mẻ, hiện đại trong cách thể hiện. Ca sĩ Bảo Anh vừa thực hiện bộ ảnh với tạo hình đặc biệt, gửi gắm thông điệp kêu gọi bảo vệ phụ nữ và chống nạn bạo lực nữ giới đến khán giả. Nói về dự án lần này, Bảo Anh cho biết vì quá đồng cảm với nhân vật Hami trong phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào và trong quá khứ mẹ của cô cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Thế nên cô muốn thể hiện sự đồng cảm và mong muốn thực hiện điều ý nghĩa cho phái đẹp. Dự án mang tên là It's Not Mascara được Bảo Anh thực hiện cùng với stylist Helvin và nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa. Bộ ảnh It's Not Mascara đã thể hiện vấn nạn bạo hành với góc nhìn đậm chất nghệ thuật nhưng với thể hiện thông điệp rõ ràng mà nữ ca sĩ muốn truyền tải. Đỗ Lê Hồng Nhung từng được công chúng biết đến khi tham gia chương trình The Voice Kids lúc mới 11 tuổi. Cô bé thu hút sự quan tâm của khán giả với giọng hát nội lực, vẻ ngoài trong trẻo đáng yêu. Và mới đây nhất, nữ ca sĩ cũng đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng việc công bố MV đầu tay mang tên Tình Yêu Có Ai Ngờ. Ca khúc vừa có sự trong trẻo ngọt ngào của tuổi mới lớn, vừa chất chứa chút gì đó lãng mạn, nên thơ của cái gọi là tình yêu mang đến nhiều cảm tình cho người xem. Bằng việc ra mắt sản phẩm cá nhân đầu tay được đầu tư chỉnh chu, tâm huyết, Đỗ Lê Hồng Nhung hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận cô là một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Nữ ca sĩ cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án mới dành tặng công chúng trong thời gian tới.
Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm dừng chương trình Chuyện Trưa 12 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị nhớ chú ý đón xem chương trình vào ngày mai trên kênh HTV7 và HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hoài Ngân và Hiếu Nghĩa xin chào tạm biệt.